72 tiến hành thí nghiệm phản ứng trắng gương của glucose các bước sau đây. Mình sẽ thấy này, sau bước 4 quan sát thấy thành ống nghiệm sáng bóng như gương là đúng rồi. Có thể thay glucose bằng glycerol thì hiện tượng không đổi là sai. Thay bằng glycerol thì lấy đâu ra AG? Kết tủa đúng không? Glycerol làm gì có chó. Sản phẩm glucose thu được trong dịch sau bước 4 có công thức phân tử là C6H15NO7. Ôi giời ơi, cái này thì căng đấy, cái này thì căng. Bây giờ mình viết phương trình này, glu CH OH này. CH này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. Bây giờ anh này cho tác dụng với lại AgNO3 trong NH3. AgNH3 2 lần. OH thì sẽ tạo thành CH2 OH CH OH CH OH CH OH. Nếu bạn không nhớ lại bạn phải vẽ lại CH OH. Anh biến thành COONH4. Đúng không ạ? Vậy ở đây ta sẽ đếm được có bao nhiêu C? 1 2 3 4 5 6, 6 C. Đúng chưa? 1N. O này 1 2 3 4 5 6 7, 7. Đúng chưa? H này. 3 này, cộng 2 là 5 này, 7 này, 9 này, 11 này, 11 cộng 4 15. Đúng rồi. Được chưa? Vậy C đúng. Thí nghiệm trên chứng tỏ glucose là chất tạp chức. Không, thí nghiệm này không chứng tỏ nó là tạp chức. Thí nghiệm này không thể chứng tỏ được nó có nhiều nhóm H mà chỉ chứng tỏ nó có một nhóm C thôi. Nên dây sai, vậy ta sẽ có là đúng sai, đúng sai các em nhá. Một câu rất dễ hiểu.